siêu bão Kongrey mạnh nhất 30 năm qua có khả năng quét sạch Đài Loan, Trung Quốc. Tất cả các thành phố và quận nghỉ làm một ngày, thị trường tài chính đóng cửa và các chuyến bay nội địa bị hủy. Đề phòng cơn bão được dự đoán là lớn nhất về quy mô trong 30 năm qua, ghi nhận từ nguồn tin báo Vietnam Plus. Ngày 31 tháng 10, vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đã ngừng mọi hoạt động thiết yếu trước khi siêu bão Kongrey đổ bộ. Tất cả các thành phố và quận nghỉ làm một ngày, thị trường tài chính đóng cửa và các chuyến bay nội địa bị hủy. Đề phòng cơn bão được dự đoán là lớn nhất về quy mô trong 30 năm qua. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, dự kiến siêu bão Kongrey sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông, nhiều núi và thưa dân vào khoảng trưa cùng ngày giờ địa phương, kèm gió mạnh và mưa như trút nước, ảnh hưởng đến hầu hết vùng lãnh thổ này. Dự báo lượng mưa lên tới 1,2 mét trong những ngày tới ở phía đông Đài Loan, với sức gió mạnh tàn phá dọc các khu vực ven biển. Chính quyền sở tại cho biết 36.000 binh sĩ đang túc trực, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Trong khi đó, 4.500 cư dân đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Chính quyền cũng đã khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực đồi núi và bờ biển. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính cho các công ty như Apple và Nvidia, cho biết đã kích hoạt các quy trình chuẩn bị cảnh báo bão thường lệ tại tất cả các nhà máy và công trường xây dựng của mình. Cơ quan khí tượng Đài Loan dự báo bão Kongrey sẽ suy yếu khi đi qua miền trung đảo này, sau đó di chuyển vào eo biển Đài Loan và đi qua Trung Quốc đại lục vào sáng ngày 1 tháng 11. Vùng lãnh thổ Đài Loan có khí hậu cận nhiệt đới nên thường xuyên hứng chịu nhiều cơn bão. Cơn bão gần nhất là Kraton càng quét vào đầu tháng này đã khiến 4 người thiệt mạng tại đây. Bão Kongrey còn chưa đổ bộ, áp thấp mới đã xuất hiện dồn dập, nối đuôi. Bão Kongrey mạnh lên khó lường khi di chuyển về phía Tây Bắc trên biển Philippines, dự báo có thể thành siêu bão, ghi nhận từ tạp chí điện tử Người đưa tin. Bão Kongrey dự kiến nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão, có thể là vào sáng 31 tháng 10, dù có thể hạ cấp trở lại thành bão vào chiều cùng ngày. Tin bão mới nhất lúc 5 giờ sáng ngày 30 tháng 10 của cơ quan thời tiết Philippines, Pagasa cho hay, bão Kongrey, tên địa phương là Leon, đang tiếp tục tăng cường dữ dội khi di chuyển về phía Tây Bắc trên biển Philippines. Hiện tâm bão được ước tính cách Cagayan của Philippines 395 km về phía đông. Cơn bão có tiềm năng thành siêu bão đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, với sức gió duy trì mạnh nhất 165 km/h gần tâm bão và giật lên tới 205 km/h. Các nhà dự báo bão nhận định cơn bão mới nhất gần Philippines tiếp tục tăng cấp dữ dội trên biển cho tới khi đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc. Pagasa dự báo bão Kongrey đạt cấp siêu bão hoặc gần siêu bão trong thời gian ở gần Batanes nhất. Bão Kongrey dự kiến di chuyển về phía Tây Bắc trên biển Philippines cho đến khi đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc vào chiều ngày 31 tháng 10. Sau khi rời Đài Loan, Trung Quốc, bão Kongrey có khả năng đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Kongrey đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc vào khoảng giữa trưa tới tối ngày 31 tháng 10 và sẽ dần dịch chuyển về phía đông bắc hướng tới các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, Trung Quốc. Bão Lao động dẫn nguồn dự báo bão của Pagasa cho hay, giai đoạn từ 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, bão Kongrey là hệ thống chủ đạo trong khu vực dự báo. Tuy nhiên, tuần từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11, các mô hình dự báo bão áp thấp nhận thấy có một áp thấp mới hình thành trong khu vực dự báo VAR. Áp thấp mới dự kiến xuất hiện ở khu vực đất liền Nam Luzon, Visayas. Dự báo áp thấp ngay sau bão Kongrey có ít khả năng mạnh lên thành bão. Theo dự báo, cho đến hết mùa bão 2024, dự kiến có thêm 6 cơn bão nhiệt đới di chuyển vào khu vực dự báo của Philippines, VAR. Chuyên gia thời tiết Pagasa Christopher Perez cho biết, ước tính có từ 2 đến 8 cơn bão nhiệt đới đi vào VAR từ tháng 7 đến tháng 12. Đang nói, bão Tami, tên địa phương là Kristin, và bão Kongrey là hai cơn bão nhiệt đới đầu tiên đi vào VAR vào tháng 10. Vì chúng ta đã có hai cơn bão trong tháng 10, nên dự báo là còn tối đa 6 cơn bão trước khi hết năm, ông Perez nói. Ngoài ra, chuyên gia thời tiết Perez lưu ý,
bão trong quý cuối cùng của năm 2024 dự kiến mạnh hơn và có nhiều khả năng quét qua đất liền Philippines hơn. Chúng tôi dự báo có những cơn bão mạnh hơn trong quý cuối cùng của năm với xu hướng bão đổ bộ vào đất liền, ông Perez nhấn mạnh. Pagasa cũng cập nhật dự báo lượng mưa của bão trong 3 ngày tới. Mưa tập trung chủ yếu ở Bắc Luzon, nhưng một số khu vực ở Nam Luzon và Trung Luzon cũng như Antigua cũng nằm trong dự báo. Người dân được cảnh báo nên đề phòng lũ lụt và lở đất. Đặc biệt, Pagasa cũng cảnh báo Batanes và Cagayan, bao gồm cả quần đảo Papuan, sẽ chứng kiến nguy cơ từ trung bình đến cao về tình trạng nước lũ dâng cao do bão, cao hơn mực nước thủy triều bình thường từ 2 đến 3 mét trong 48 giờ tới. Theo người lao động, bão Conrey là cơn bão nhiệt đới thứ 12 đổ bộ Philippines trong năm 2024 và là cơn bão thứ 2 trong tháng 10. Siêu bão Conrey tiến sát Đài Loan, sợ hãi trước mắt bão lớn nhất từng ghi nhận. Siêu bão Conrey có một trong những mắt bão lớn nhất từng ghi nhận trong lịch sử bão trên trái đất, cực kỳ khổng lồ, ghi nhận nguồn tin từ báo Lao động. Tin bão mới nhất của Newsweek cho hay, một chuyên gia về bão đã thốt lên kinh hãi về quy mô của mắt siêu bão Conrey khi cơn bão này trên đường tiến sát Đài Loan, Trung Quốc. Bình luận về kích thước của mắt bão Conrey, nhà khí tượng học Noah Bergen của đài truyền hình WOFL ở Orlando, Florida, Mỹ lưu ý, siêu bão Conrey dễ dàng có một trong những mắt bão lớn nhất với một hệ thống nhiệt đới lớn từng quan sát trên trái đất. Nó cực kỳ khổng lồ, nhà khí tượng học cấp cao của AccuWeather Alan Draper cho hay, việc có mắt bão lớn không đồng nghĩa với sức mạnh của một cơn bão. Mắt bão lớn có nghĩa là gió thổi ra xa tâm bão hơn so với khi mắt bão nhỏ hơn, ông nói. Ông thông tin thêm, một cơn bão mạnh tồn tại lâu hơn thường có mắt bão rộng hơn so với một cơn bão mới hình thành. Hầu hết các mô hình dự báo đường đi tiềm năng của siêu bão Conrey đều cho rằng cơn bão đổ bộ vào bờ biển Đông Nam Đài Loan, Trung Quốc và các ngang hòn đảo trước khi đi ra biển. Cơn bão sau đó sẽ chuyển hướng về phía Đông Bắc, thôi hướng về phía Trung Quốc và đi ra biển Hoa Đông. Tờ New York Times lưu ý, cường độ của siêu bão Conrey không điển hình của những cơn bão xảy ra vào thời điểm này trong năm của mùa bão, đồng thời dự báo Conrey đổ bộ vào đất liền tương đương với bão cấp 4 trong thang bão Saffir-Simpson. Chuyên gia AccuWeather Alan Risper dự báo gió mạnh lên tới 225 km/h, với gió giật mạnh hơn có thể xảy ra ở phía nam Đài Loan, Trung Quốc, dù siêu bão Conrey được dự báo sẽ suy yếu khi quét qua hòn đảo này. Bản tin dự báo bão của AccuWeather cảnh báo về thiệt hại đáng kể với các công trình sạt lở đất do cơn bão Conrey gây ra khi lượng mưa lên tới 914mm dự kiến xảy ra ở đảo Đài Loan, Trung Quốc. Cơn bão có thể duy trì cường độ hoặc mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền trong hôm nay, 31 tháng 10. Trên đường di chuyển của siêu bão Conrey, miền Đông Trung Quốc và Nhật Bản cũng dự kiến sẽ có mưa lớn. Theo tin bão mới nhất lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 10 của Cơ quan Thời tiết Philippines cập nhật về diễn biến siêu bão Conrey, tên địa phương là Leon. Các điều kiện thời tiết dữ dội với khu vực Bắc Luzon, Philippines khi siêu bão gần Biển Đông di chuyển gần Batanes. Tâm siêu bão Conrey cách Ispayat, Batanes 100 km về phía Đông Bắc. Bão đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, với sức gió duy trì tối đa 195 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 240 km/h. Các nhà dự báo bão của Pagasa nhận định siêu bão Conrey sẽ đạt đến cường độ cực đại khi tiến sát Batanes nhất trong vòng 3 giờ tiếp theo, nhưng hiện ít có khả năng đổ bộ vào khu vực này. Conrey sẽ đổ bộ lần đầu vào bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc trong chiều nay. Pagasa cũng không loại trừ khả năng bão sẽ đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc, đại lục, trong thời gian tới 1 tháng 11. Dự báo siêu bão Conrey có thể suy yếu thành bão cuồng phong trong 12 giờ tới trước khi đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Việc tương tác với vùng núi trên hòn đảo này sẽ dẫn đến xu hướng Conrey suy yếu liên tục trong thời gian còn lại của giai đoạn dự báo.